8 idol K-pop từng bị xem là lỗ hồng visual của nhóm. 1. Umji, cựu thành viên Girlfriend, từ khi mới debut, Umji đã bị nhiều netizen gọi bằng danh xưng không mấy hay ho, nữ idol xấu nhất lịch sử K-pop. Cô nàng có ngoại hình khá tròn trịa, mà bánh bao, thân hình hơi nặng nề, kém sắc. Tuy tài năng ổn định đủ để bù đắp cho thiếu sót về nhan sắc, Umji vẫn rất tự ti mỗi khi lên sân khấu. Cô nàng nhiều lần bị bắt gặp cúi gằm mặt, lấy tóc che mặt hoặc nấp sau lưng các chị để tránh bị chú ý. Nhưng giờ đây Umji đã hoàn toàn lột xác, nhờ vào giảm cân và thay đổi kiểu tóc cũng như cách make up và còn thăng hạng nhan sắc hơn nữa sau khi trở thành thành viên của Vivi Đúng là không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Nhiều người không khỏi suýt xoa khen ngợi bởi video xinh đẹp của cô nàng. Trong lần debut cùng Vivi ba thành viên đã có màn hội ngộ visual với Jujin của Ai làm bùng nổ mạng xã hội trong show âm nhạc Inkigaro. Kigaro. Jujin được cho là một trong những mỹ nhân nổi bật của Gen 4, nhưng cô nàng vẫn không thể dìm được nhan sắc của Umji khi đứng chung khung hình. Umji đã minh chứng cho mọi người tin rằng giảm cân là cách phẫu thuật thẩm mỹ hiệu quả nhất. Shin Dong, cũng như Umji, Xin Đông đã trải qua rất nhiều khó khăn về ngoại hình của mình trong một thời gian dài. Vẻ đẹp Hàn Quốc được đánh giá dựa vào hai yếu tố, một là thân hình mảnh mai, hai là visual xinh đẹp. Nhưng Xin Đông lại không có cả hai, vì vậy anh ấy thường bị chế giễu một cách tàn nhẫn vì vẻ ngoài mũ mỉm. Một số còn yêu cầu anh ấy rời khỏi nhóm vì anh được xem là lỗ hỏng visual của nhóm và của cả SM Entertainment. Đứng chung sân khấu với các đồng nghiệp điển trai khác như Siwon và Hichun, Xin Dong thừa nhận rằng anh rất thất vọng về chính bản thân mình. Anh ấy có ít fan nhất trong Suzu do ngoại hình kém thu hút. Toàn bộ những trải nghiệm đối với anh chắc hẳn là rất đau lòng. Hãy tưởng tượng bạn bỏ lại tất cả để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, luyện tập chăm chỉ cho nó và rồi tất cả những gì bạn nhận được chỉ là một đống bình luận ác ý nhắm vào ngoại hình của bạn. Có một thời gian, đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, vì Xin Rong đã có một bước chuyển mình ngoạn mục, giảm 31 kg trong thời gian rất ngắn, gương mặt và phong cách cá nhân của anh hiện tại khác rất nhiều so với hình ảnh một ông chú già trước đây, mặc dù vẫn còn một số netizen khắc khe nhưng cũng phải công nhận rằng anh không còn là lỗ hổng visual của Suzu nữa. 3. Hyolyn SNSD. Cỗ máy nhảy của SNSD từng nhiều lần bị chỉ trích vì ngoại hình. Trong mắt cư dân mạng, nữ idol không sở hữu ngoại hình ấn tượng khi đứng cạnh các thành viên khác, nữ thần tượng vô cùng tự ti vì mái tóc vàng lúc đó không hợp với mình. Thêm vào đó, rất nhiều fan K-pop cho rằng Hyojeon không biết cách chăm sóc da của mình. Do đó, khi biểu diễn trên sân khấu, ánh đèn chiếu và làm lộ làn da nhiều khuyết điểm của nữ idol. Mặc dù rất tài năng và tính cách dễ thương, nhưng cô nàng chưa bao giờ được chú ý nhiều như các thành viên khác. Dù bị xúc phạm nhiều về ngoại hình trong hơn 10 năm hoạt động ở K-pop, nhưng thành viên SNSD đã chọn cách cố gắng cải thiện bản thân mỗi ngày thay vì bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực. Nữ idol luôn hoàn thành tốt vai trò của mình và cải thiện bản thân từng chút một. Có lẽ so với các thành viên khác trong SNSD thì Hyoeun đã từng cho là lỗ hổng visual của nhóm, nhưng giờ đây, phải thừa nhận rằng nữ idol đã lột xác thấy rõ, càng ngày càng xinh đẹp, cá tính và quyến rũ hơn. Nữ idol đã thay đổi kiểu tóc, cách make up và phong cách thời trang để tìm ra được phong cách riêng của chính mình. Jiho, Twice, ban đầu Jiho không có một vẻ ngoài lý tưởng. Trước khi giảm cân và lột xác như bây giờ, nữ idol đã trải qua vô số lời chỉ trích, xúc phạm từ netizen. Có một số còn yêu cầu cô nàng rời Twice và ngưng đăng hình ảnh cá nhân của cô nàng lên Instagram của nhóm. Một lần khi còn tham gia sâu sống còn 16, Jiho đã bị chỉ trích bởi chính nhiếp ảnh gia. Jiho em trông mập quá, trong suốt buổi chụp hình. Trưởng nhóm của Twice đã nấp sau các thành viên để không ảnh hưởng đến tổng thể bức ảnh, nhưng nhiếp ảnh gia thậm chí còn mắng cô ấy để di chuyển xa ra nữa. Và những lời chỉ trích cứ thế tiếp diễn, tạo ra nhiều áp lực cho nữ idol. Trong một sự kiện fan meeting, các thành viên đã hỏi fan là họ nên chọn môn thể thao nào để tham gia đại hội thể thao. Một fan đã hét lớn lên là cử tạ khi đến lượt Jiho nữ idol đã không giấu được vẻ bối rối và trông có vẻ như sắp khóc nhưng may mắn thay jiho đã không để những bình luận tiêu cực ấy đạp đổ mình mà xem nó như động lực để cố gắng nhờ vậy mà sau khi giảm cân cô nàng có một gương mặt thanh thoát cùng với vóc dáng trong mơ nhan sắc của jiho ngày càng thăng hạng theo thời gian với gương mặt đẹp đôi mắt to tròn nụ cười rạng rỡ cùng số đo ba vòng chuẩn nữ ca sĩ vẫn luôn nổi bật khi đứng cạnh các thành viên của twice năm am bts bts là nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay nhóm được xem là bảo vật quốc gia, luôn hoàn hảo về nhiều mặt. Tuy nhiên, vào thời kỳ đầu mới ra mắt, trưởng nhóm BTS nhận về không ít lời chê bai về ngoại hình, anh chàng luôn bị xem là kém sắc hơn so với các thành viên. Nam idol không có gương mặt hoàn hảo như Jin hay thân hình lý tưởng như Jungkook, thậm chí ngoại hình của anh ấy còn bị cho là dưới mức trung bình. Nhưng vì AM là một người thông minh, mạnh mẽ nên anh ấy không quan tâm đến điều đó mà chỉ tập trung toàn bộ tâm trí để tạo ra một thứ âm nhạc tuyệt vời nhất. Không những vậy, anh ấy còn nỗ lực tập gym để tăng cường hình thể và giờ đây đã trở thành nam idol quyến rũ nhất k -pop. Có lẽ một trong những lý do để tạo ra một BTS thành công như hiện tại, không chỉ vì họ tạo ra được âm nhạc chữa lành, mà chính các thành viên cũng đã chứng minh được điều đó qua bản thân ở hiện tại. từ những khoảnh khắc đời thường cho đến những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu, a em luôn tỏa ra sức hút và ánh hào quang khó ai sánh kịp, khiến mọi người phát cuồng vì anh ấy. 6. Dae Sung, Big Bang. Big Bang, một cái tên không còn xa lạ với fan K-pop. Năm 2006, Wary cho ra mắt Big Bang với đội hình gồm các thành viên có ngoại hình không mấy nổi bật. Ngay cả chính JD cũng thừa nhận rằng họ ghét thời điểm đó bởi vì họ trông rất xấu. Tuy nhiên, Deung Sung mới là người nhận nhiều chỉ trích nhất, bởi netizen cho rằng nam idol hoàn toàn không có yếu tố phù hợp với tiêu chuẩn idol, mà giống diễn viên hài hơn. Có rất nhiều meme mê mê hài hước về Deung Sung và cũng có nhiều bài báo viết về anh chàng được cho là lỗ hổng video của nhóm. Tuy nhiên, anh không buồn mà thay vào đó với năng khiếu hài hước của mình, anh đã cho ra đời một khay đá có hình mũi và môi được coi là những đặc điểm xấu nhất trên khuôn mặt anh và đặt tên khay là Ice Nose Lips theo cách gọi vui nhộn là Ice Nose Lips trên bài hát nổi tiếng của Te Giang anh ấy cũng rất tự tin trên sân khấu và bởi vì khuôn mặt vui nhộn và tính cách hài hước nên anh ấy rất nổi tiếng trong các chương trình thực tế. Ở Nhật, Dae Sung có lượng fan lớn nhất so với các thành viên cùng nhóm. 7. Seung Hoon, Winner Hồi mới ra mắt, Seung Hoon được coi là át chủ bài của Winner vì kỹ năng đọc rap điều luyện và vũ đạo xuất sắc. Nhưng có vẻ như cho đến giờ độ nổi tiếng của Seung Hoon vẫn thua xa đồng đội. Tuy nhiên, chàng rể Việt Nam không đáng bị gọi là xấu, là lỗ hổng vi của nhóm. Tuy Ji với vẻ đẹp mê hồn, Kang Si với vẻ thanh lịch nổi tiếng và Song Mino là thành viên nam tính nhất nhóm đều chiếm được nhiều sự chú ý, làm Si kém nổi bật hơn nhưng nhận xét về ngoại hình của nam idol, nhiều người đồng tình rằng không xấu chỉ là chưa đủ độ đẹp trai mà thôi. 8. Zui, Momoland. Trong số tất cả các thần tượng trong video này, Zui có lẽ là người có màn ra mắt đặc biệt nhất K-pop. Loạt ảnh selfie ảo diệu của cô nàng hôm trước còn được khen xinh đẹp, thế nhưng hôm sau lại bị gắn cho biệt danh nữ thần tượng xấu nhất lịch sử K-pop, bởi sự khác biệt quá lớn giữa ảnh mạng và thực tế. Ngoại hình của Zui nhận về hàng tá chỉ trích. Bên cạnh, netizen gọi nữ idol là xấu, thì còn gọi cô nàng là giả tạo vì trình ảnh quá khác với ngoài đời. Zui có một số nét không đẹp như mũi tương đối to, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt nhỏ nghiêng sang hai bên và đôi môi hơi quá khổ. Tuy nhiên, cô chọn cách đối mặt với thực tế khắc nghiệt và tận dụng những thứ giúp thu hút sự chú ý. Thật sự tư duy của Yuu rất đáng được ngưỡng mộ, thay vì ngồi trách bản thân, thành viên Momoland đã nắm lấy những nét riêng của mình và tập trung vào giá trị bên trong. Nhờ vào tinh thần lạc quan và sự quyết tâm mạnh mẽ, Yuu đã có sự thay đổi lớn về ngoại hình và trở thành một trong những thành viên nổi tiếng nhất Momoland. Còn bạn, ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy để lại dưới phần bình luận để chúng tôi biết nhé. Ngoài ra, các bạn nhớ like và subscribe kênh Kpop Channel để biết thêm nhiều nội dung thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.